Sở Y tế Nghệ An vừa có quyết định kỷ luật đình chỉ chuyên môn 1 tháng đối với bác sĩ Trần Văn Tuấn, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, người đã tiến hành ca mổ nhầm tay cho bé trai 6 tuổi mà chúng tôi đã từng thông tin trong các bản tin thời sự trước. Bác sĩ Tuấn bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo trước toàn bệnh viện, đình chỉ hoạt động chuyên môn trong vòng 1 tháng và phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nếu có di chứng do cuộc phẫu thuật gây ra. Bên cạnh đó, với ekip mổ, Sở Y tế Nghệ An cũng đã quyết định kỷ luật khiển trách và xếp lao động hạng C trong vòng 6 tháng. Trước đó, ngày 15 tháng 6, bác sĩ Tuấn đã tiến hành phẫu thuật lấy đinh ở tay phải cho bệnh nhân Phạm Thành Luân. Tuy nhiên, thay vì mổ tay phải, bác sĩ Tuấn lại rạch 1,5cm da ở tay trái của bệnh nhân. Khi không nhìn thấy đinh thì lại khâu vết mổ lại và chuyển sang thực hiện phẫu thuật rút đinh ở cẳng tay phải.